Xoài non, ngây thơ đến ngây ngốc lúc nào không hay. Puthis để đời trong phát ngôn học kém nhưng kiếm tiền nhiều hơn học giỏi. Bảo là không, học hành em cũng không tốt nghiệp Cái sự trong thân này. bị soi ra kém tinh tế khi đi ăn cùng gia đình chồng nhưng lại dẫn theo bạn thân. đáp trả cô lùn với mẹ chồng làm netizen lắc đầu ngán ngẩm. Đi mẹ con đi, Từng khiến dân mạng suýt xoa trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng giờ lục lại mới thấy có gì đó sai sai. Con dâu giờ đi vào nấu cơm, xoài không hiểu ý ha. Dâu mà đứng ăn thôi, để mẹ nấu và bắt mẹ nói vậy là thấy mệt rồi đấy. Đồn đoán lục đục trong mối quan hệ hôn nhân giữa xoài non và sis đang khiến netizen không ngừng quan tâm. Bên cạnh hóng tin mới, netizen đang không ngừng lục lại chuyện cũ của xoài non, cho rằng cô nàng quá ngây thơ, non trẻ đến mức thiếu tinh tế, còn nhớ năm xưa. Xoài Non từng chia sẻ về quan điểm của bản thân, cho rằng thà là học kém mà kiếm tiền nhiều, còn hơn là học giỏi. Phát ngôn này của Xoài Non đã gây ra rất nhiều tranh cãi, tưởng như bà xã Simsis sẽ mãi giữ quan điểm như thế, nhưng không, cô chính thức quay xe, cảm thấy ân hận vì đã bỏ học quá sớm. Việc chưa tốt nghiệp cấp 3 đã khiến Xoài Non không khỏi tự ti, đồng thời còn sợ làm bố mẹ buồn lòng. Tạm gác câu chuyện học hành, Netizen còn cảm thấy một điều lạ nữa trong những video năm xưa của Xoài Non khi tương tác với mẹ chồng. Cụ thể, khi bà xã Simsis hỏi mẹ chồng rằng có vui không, thì bà đã nói là vui, và còn thêm câu bao nhiêu tài sản sẽ cho con hết. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thái độ của hai người trong video thì chỉ có xoài non là vui vẻ yêu đời, còn mẹ chồng tuy nói lời ngon ý ngọt nhưng lại có hơi sự. Netizen cho rằng mẹ chồng xoài non đang có ý nói kháy nhưng xoài non thì không nhận ra. Không riêng gì đoạn video này, netizen còn đào lại chiếc video mà xoài non cùng Simsis và mẹ chồng đi ăn uống, đáng nói buổi tụ họp của gia đình nhưng cô gái lại dẫn theo cả bạn thân khiến nhiều người cho rằng xoài đã quá thiếu tinh tế bên cạnh đó cách trả lời của lủn của xoài đối với mẹ chồng cũng bị mang ra bàn tán người dễ tính thì cho rằng mẹ chồng và xoài non thân thiết vui vẻ không câu nệ lễ nghĩa nhưng người khó tính lại thấy xoài non như vậy là hơi hỗn